Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tháo chiếc Novadash này ra để mang đi sơ. Thì trong quá trình mình tháo thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Thì mình có một số chia sẻ ngoài như thế này, chia sẻ dành cho các bạn mới chơi, các bạn tập chơi và tự tháo đồ ra để mang đi sơ, tự mang đi sửa. Thì mình có một số chia sẻ với các bạn mới chơi như thế này. Thì lúc trước mình cũng như vậy, mang một tâm lý vậy, mình mới bắt đầu dọn xe kiểu mình vui các bạn, mình nôn á, và mình tháo đồ ra và mình không có quan tâm về cái việc mà cái vị trí ốc, và mình gom nó hết lại một chỗ, mình bỏ vào một cái hộp như vậy. Và sau khi mình sơn xong á, mình mang dàn áo về, mang đồ về á, thì nó lại dính một cái khâu rất là khó, và đó là không biết cái vị trí ốc ở đâu, và chúng ta ráp lại và tự nhiên chúng ta bị dư ốc ra. Cái việc đó cũng rất là nguy hiểm. Thì mình cũng lưu ý và nhắc cho các bạn mới chơi một số như vậy, một số vấn đề như vậy để các bạn lưu ý, các bạn tránh phải bị bắp phải cái bắp giống như mình. Thì các bạn có thể mua những cái hộp như thế này. Ngay cả bây giờ khi mình ráp xe mình có thuộc mặt ốc đi nữa, mình cũng vẫn chia như vậy luôn các bạn. Các bạn có thể mua những cái hộp như mình như thế này, hoặc là các bạn có thể mua những cái hộp riêng, hoặc các bạn nhà có đồ đựng như các bạn đựng cũng được. Thì các bạn tháo ra các bạn ghi vào. Ví dụ như các bạn có thể ghi là, ví dụ như ở đây đi, ốc dàn đầu. Thì các bạn ghi dàn đầu, ốc dàn áo, ốc gấp, ốc sườn gì đó, ốc máy ví dụ như vậy. Thì các bạn chia ra như vậy để các bạn có thể quản lý dễ hơn, các bạn biết được là khi mình ráp vào mình thiếu hay mình dư. Đó, để các bạn sửa ngay lại cái khúc đó. Ví dụ như chúng ta ráp dư, chúng ta sẽ coi lại ốc dàn đầu tại sao nó dư, chúng ta coi nó thiếu ở chỗ nào ở trên đó mà chúng ta lại bị dư ốc ra chỗ này. Thì cái việc đó để các bạn quản lý ốc nó dễ hơn, và trong quá trình các bạn tháo ra vậy, các bạn sẽ coi được cái con ốc đó nó còn sử dụng được nữa hay không, hay nó bị hư đó, thì chúng ta sẽ thay cho nó ngay cái lúc đó luôn cho nó hợp lý, để chúng ta quản lý ốc. Tại vì các bạn biết cho khi mà có nhiều bạn cũng bị y, các bạn thuộc cái mặt ốc rồi á, mà các bạn không có để ý, các bạn kiểu giống như thuộc mặt ốc, chúng ta không cần phải chia, thì sau này nó sẽ có những cái rất là xui. Ví dụ như thế này các bạn, mình ví dụ nha, ví dụ như cái con ốc ở chỗ này đi, cái con ốc của chiếc Raider các bạn, chiếc Raider thì nó sẽ có hai con, ví dụ như vậy, hai con ngắn như thế này. Thì khi mà chúng ta ráp vào á, có thể nó lộn con ở trên, nó dài hơn một xíu, thì các bạn ráp vào, khi các bạn dặn vào á, thì nó sẽ tới một cái nắp của nó là nó cứng, các bạn không dặn nữa nó sẽ dư ra, thì các bạn biết à sai ốc. Nhưng mà xui cái có một cái con giống như vậy mà nó ngắn hơn một xíu, các bạn dặn vào nó vẫn cứ đi luôn, cứ đi luôn, và các bạn dặn tự nhiên các bạn thấy nó chạy luôn, sau các bạn rút ra các bạn biết nó tung răng rồi đó, nó tung mà nó tung ở trong máy này mới chết, nó tung ở trong máy thì chúng ta khó mà taro rồi lắm. Nó như vậy cho nên mình cũng khuyên các bạn là chúng ta chia lại. Thì ví dụ giờ mình ví dụ thôi, ví dụ như con này đi, cái con này thì nó có một cái độ dài như thế này là họ đã tính rồi, thì khi các bạn thả hên hên thì nó lọt vào chỗ này luôn, ví dụ như vậy. Thì cái chỗ này á, ví dụ như chúng ta thả vào mà nó vừa thì không sao, nhưng mà có những cái mà nó cái lỗ này nó sâu hơn, mà con ốc thì nó ngắn, các bạn vặn vào á nó không đủ cái răng và bắt đầu nó chạy, và các bạn kéo ra thì nó bị tu, nó rất là nguy hiểm. Cho nên mình nói các bạn là mình chia ốc ra nó vẫn an toàn hơn là chúng ta thuộc mặt ốc. Đó là như vậy. Và chúng ta sẽ chia ốc, chúng ta có những cái rổ riêng để chúng ta chia ốc ra để cho chúng ta sơn đồ. Chúng ta sau khi chúng ta gắn lại á, nó sẽ tiện cho chúng ta về cái việc đó hơn. Ủa đồng đâu em? Đồng gửi gì không? Mới về tới đây hả? Gỡ đây coi, bỏ xuống gỡ đây coi. Chào mẹ. Rất gì mà này đâu. Tê cái gì nữa tùm lum hết á. Tem một cái này một cái tem à, cái tem màu cam là đúng sắc màu luôn á, dòng Nova là đúng là sắc màu của Honda luôn á. Xé bịch. Tem cái này không có tem à? Hai cái tem. 1.4, 1.6 hả? 1.4, 1.6. Mình đi
cam mình đi nhem nhỏ nhỏ, đi đi bánh nhỏ nhỏ thôi, đi rất kinh mà. Tôi lên rất kinh. Rất kinh, rất kinh. Vô vô. Quất tè. Mới về năm từ từ nó sẽ đủ. Giờ tháo tháo áo ra trước. Tháo áo ra rồi bắt đầu tháo linh kiện ra. Mấy cái đồ phụ tùng của nó ra. Ừ. Lấy đồ đi em. Chỉ được có hôm nay chủ nhật thôi nha. Hôm mai là tao đi làm rồi đó. Và hai anh em tranh thủ ngày chủ nhật đó. Ở nhà biết rồi đó, không có nhà đâu. Dễ. Yeah. Ok, lấy đồ em. Bệnh luôn mà không ra chứ. Các bạn nha ha. Không có một thay vậy chứ giờ mua chiếc mà nguyên dinh hết về là cái cũng biết gì đâu làm. Để chạy thôi chứ giờ làm gì nha. Mua cái chiếc này về cũng có cái để nói với bạn, quay với bạn xem mình nữa chứ. Bỏ tiền mua kiến thức đúng không? Đúng rồi, kinh nghiệm nó quay nó quay. Chờ khoan, anh nói cho nghe nè. Bây giờ á nổ máy cho cỡ mấy phút đi rồi bắt đầu mình sẽ hạ máy xuống luôn, gỡ sườn ra để thời gian lâu á.
xong cái phần bên ngoài, bây giờ là tới cái phần bên trong, rã cái con máy, xuống máy, giờ gỡ cái dàn chân dưới đi, gác chân mấy cái gác chân chân thắng rồi ra hết rồi, rồi gỡ tới đó, ok. Các bạn nãy giờ quay nhưng mà điện thoại nó hết pin á, bây giờ mới quay lại thấy thì nó hết pin thì mới sạc được miếng, thì cũng gỡ ra được một số món rồi. Bây giờ mình quay tiếp cho các bạn xem, thì cái quá trình mình gỡ mình cũng không có quay chi tiết nhiều, tại mình gỡ ra thì mình tháo hết ra, mình cũng làm nhanh cho xong, và sau khi này mình gắn lại á, mình gắn từng món mình chỉ cho các bạn coi. Thì bây giờ mình đang trong quá trình rớt máy xuống á, giữ bên kia hả, sau khi mà mình sơn xong từng món quạt, sơn xong từng món á, thì khi mà mình gắn vào á, mình sẽ chỉ với các bạn cái nước nè rồi thắng nè rồi đi xe rồi bình xăng này nọ, mấy cái đồ này á cũng hơn mấy năm rồi, chơi rồi 7 rồi hả. Trước khi mà các bạn gỡ mấy cái ốc, các bạn phải xịt cái R7 vào, nhiều lắm. Mấy cái này nè, từ cái két nước cho tới cái mấy cái chỗ này, nãy mình gỡ mình phải xịt cái R7 này nè. Cái chai này xịt vào gỡ để cho nó 1 phút đó, cho nó thấm vô rồi nó bắt đầu chúng ta mới gỡ rồi, thì nó đỡ cái tình trạng mà nhất là mấy cái chỗ cổ bô các bạn, chỗ cái cổ bô này nè, nó xịt kỹ rồi cái phần đó cũng hơi mệt các bạn. Nova này cái chi tiết cũng rất là nhiều, gỡ phải cẩn thận, tại vì gỡ hơi bị đau tim luôn, tại vì xe này nó cổ quá rồi mà nó cũng tàn nữa, gỡ làng quạng là nó gãy ốc thì cũng khó cho mình lắm, cho nên mình gỡ mình cứ cẩn thận xíu là các bạn thấy không, ốc quá cứng, phải cần tới mấy cái đòn như thế này nè, cái khóa đòn, mấy cái tay như thế này, chứ mấy cái tay mà mấy cái tê á, bạn không nổi đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống cục máy, cái phần này thì phải cẩn thận chứ không là nó sẽ bị rồi bây giờ sẽ xuống cục máy rồi quay lại cho các bạn xem tiếp nhé. Bắt đầu quá trình chà rửa trong cái tầng này, chà rửa lại và thay cái két nước lại. Đây, quay cho các bạn xem cái cục máy của nó. Nó sẽ có hai cái ống dẫn xuống các bạn. Một cái ở cái chỗ cái dây ga, cái cầm dây ga của mình á, nó sẽ có hai cái ống dẫn xuống. Đây. Nè. Một cái nè, có hai cái đầu nè, một cái là nó sẽ giật cái trái ga cho xăng xuống, và đồng thời ở phía bên đây nè, một cái nữa đó là nó giật thêm cho cái nhớt xuống, để cho một khi mà dặn cái dây ga là nhớt và xăng nó đều xuống một lúc. Cái bình này là bình lô nè, từ từ mình thay lại, bỏ qua vấn đề đi, từ từ sau khi ráp lại các bạn, trong quá trình ráp mình sẽ phân tích và mình nói cho các bạn nghe, chỉ cho các bạn nhiều cái kỹ hơn. Này các bạn thấy không, bây giờ thì mình tháo thì mình chỉ quay sơ cho các bạn thôi, tại vì
cái lúc làm này á, đồ lô nó cũng nhiều mà mình chia sẻ thì nó cũng khó. Thì để khi mà cái quá trình mà thành phẩm á, ráp lại á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn nè về cái dây ga. Khi mà dặn cái dây ga nó lên thì sẽ hai cái sẽ xuống một lúc, đó là xăng và nhớt, hai cái nó trộn lại với nhau đây. Và cái đầu của nó các bạn thấy không, quá khủng luôn. Cái cục máy mà nó bằng tuổi của mình, từ năm 99 mấy tới năm 2019 tới bây giờ, thì cái cục này nè nó bằng 20 mấy năm rồi đó các bạn thấy không. Hai thì nó, cái đầu của nó khác cái đầu của xe của mình rất là nhiều, cái đầu của xe 4 thì. Bởi sao cái xe 2 thì á, nó chạy ghê hơn xe của mình là nó có nhiều lý do lắm. Từ từ rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ cũng hơi mệt, chắc mình cũng sẽ không có quay nữa, mình sẽ cắt bớt đi đó, nghỉ ngơi xíu đã, cũng hơi mệt. Đó, cuối cùng ra xong, bây giờ mình tháo thêm cái dàn chân nữa, tháo cái dàn chân, tháo cái bình xăng lớn, tháo cái bình nước máy, tháo cái bánh xe và xong rồi bắt đầu mang đi sơn. Trong ngày hôm nay là ngày chủ nhật, bây giờ mới tới trưa khoảng tới chiều nay là xong rồi mang đi sơn luôn á, một tuần nữa xuống lấy về. Rồi trong cái quá trình ráp lại á, mình sẽ quay cho các bạn kỹ hơn. Xong rồi đó các bạn, sườn gấp phục tháo rồi đã xong hết rồi. Đây cái cục máy này, bây giờ dồn lại cái gì đi sơn thì mang đi sơn, cái gì bỏ thì bỏ, cái gì cứu được thì cứu. Mất một buổi sáng để tháo cái chiếc xe ra, mang mấy cái đồ lên tên xuống rồi. Giờ còn lại cái sườn, giờ để nghỉ trưa, ăn cơm nghỉ trưa rồi chiều mang xuống. Bây giờ lau lại mấy cái đồ nghe. Cái cục máy này các bạn, cái cục máy thì trong tuần này chắc mình sẽ chà sạch lại, mua các cái dung dịch tẩy rửa về chà cho nó sáng lại. Cũng nhờ mấy cái đồ này các bạn, dặn xe nó cũng khỏe, trước không có dặn khó khăn, cái đồ nó mạnh, mấy cái nào ra cái đó. Mất một buổi sáng để làm.